Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11. Và sáng nay thì em tranh thủ có một cái video sớm giới thiệu với anh chị chú bác những cái sản phẩm sale up khuyến mãi dọn kho anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này, và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có cái combo này. Combo này em có cái này là chất dệt nha. Cái này thì vẽ hình kiểu châu Âu vậy đó anh chị. Và bên sau thì nó như là cái áo gối rồi. Mình về mình có thể dùng gòn vô mình làm áo gối, hoặc là mình cắt ra mình lấy cái này mình làm cái khung tranh, nó cũng rất là đẹp luôn ha. Khá là vintage nha. Size của nó là được 26, 27 nhân với lại là 43. Một cái bức này á thì nó sẽ là như vậy nè anh chị. Cái này nó như vậy nè, kiểu hình con voi nha. Nhìn nó cũng hay hay lạ lạ, nhưng mà cái chất vải thì em thấy nó hơi lon lon màu. Cái này người ta thiết kế cho mình gắn cái cây vô đây mình treo nè. Mình về thí dụ như mình thích thì mình có thể cắt cái này ra mình làm khung tranh, hay là mình làm cái gì đó mình thích nha anh chị. Mấy này thì em đang bán sale những cái đồ trang trí decor lạ lạ, em gom combo em sale cho anh chị nào mình thích thì mình chốt về mình chế biến nha. Size ngang của nó là khoảng 54. Rồi, chiều dài của nó rơi vào khoảng cỡ là 60 nha anh chị ơi. Đó, hai món nha. Máy này thì nhiều thứ lắm, nó không có giới hạn trong cái gì hết á, nhưng có cái gì đó em sale combo giá rẻ, mình thấy thích thì mình lấy nha. Cái này là một cái vỏ gối anh chị, bên sau là người ta may như vỏ gối nè, bên trước là đính cườm á, phong cách nó rất là kiểu Ấn Độ. Đó, đính cườm nhưng mà cũng có độ cũ, không có mới lắm nha. Gối là gối này là gối vuông, size của nó là được 40. Cạnh là 40 nhân 42 nha anh chị, ba món nè. Rồi cái này là một miếng vải mà người ta có họa tiết chim rồi ở trên đây là thêu. Cái vải này thì cái viền nó hơi tơ rua, hơi tưa. Mình về mình thể là đóng cái khung tranh bên trong treo. Anh chị nào mà thích boho lạ lạ thì mình lấy cái này. Size của nó là 46 nè, nhân với lại là 46 nha. Combo này dành cho ai mà decor trang trí ha. Mình có khéo tay mình mua về mình chế biến thêm. 100 ngàn, mã số dùm em là C1 nha. Nhiều thứ trong video này lắm mà giá thì siêu rẻ ha. 100 ngàn, mã số là C1 giùm em, chữ cờ đó anh chị, ABC đó, C1, giá 100 cho cái combo này, combo số 1 C1. Rồi tiếp tục em có cái này. Cái này là dạng như cái tranh vậy, như chất này là chất nỉ nha, chất nỉ mà mình hay làm đồ handmade á. Rồi bên dưới tua rua này, ai mà thích dạng boho là mình thấy thích cái này liền. Mình về mình có thể mai thêm sợi dây này mình treo lên cũng được nha anh chị, hoặc là mình trải như thảm đồ này kia cũng ok. Không bao gồm tua rua là em đo được là 61 nè, nhân với lại là 48. Chất nỉ nha, về giặt lại giùm em, cái này là nó về lâu rồi và em để tới để lui nó bụi á. Rồi một món nè, chất của nó là chất vải nỉ nha. Rồi cái này cũng cùng một phong cách luôn. Cái này là một cái miếng kiểu như là nó hình bán nguyệt nha anh chị. Hình bán nguyệt mà nó boho dữ lắm, tua rua rồi boho như vậy nè. Không, hình này hình tam giác. Chất của nó là len đan như vậy. Hình tam giác rồi bên dưới này viền, rồi viền cái tua rua ha. Mình có thể phủ tủ, phủ trải gì kiểu cũng được. Nói chung là chị nào mà phong cách boho là mình lấy cái combo này là nó quá là đúng rồi đó. Lạ lạ lắm nha. Để em đo kích thước nè. Hình của nó là hình tam giác nha. Cái cạnh bên trên này á thì được là 86 cho đến 87 gì đó nha. Còn cái cạnh bên đây nó cũng vậy luôn. Đó, nó dạng hình tam giác như vậy nha anh chị. Rồi, combo hai món này rất là boho ha, độc độc lạ lạ. Chốt cho em mã số của nó là C2. C2 cho combo hai món này nha. Mã C2 giá 100. 100 ngàn thôi cho hai món ha. C2 dùm em, giá 100 ngàn. Rồi tiếp tục. Cái này là cái gì đây? Tới cái gì là em bán cái đó ha. Em có hai cái áo gối nè, hai cái áo gối trắng tươi luôn, có trần bông luôn nha. Cái này các chị mình miền Bắc mình mùa lạnh đó mình xài ok. Gối này to anh chị, nó có trần một mặt nè. Trần bông là sao? Là nó như vậy nè. Trần mình để chưa kịp để cái gòn vô nữa là nó đã đẹp như vậy rồi. Hàng này là hàng hiệu nha, mai xanh gì nè, hàng có hiệu và đã giặt trắng tinh rồi, nhưng mà do để tới để lui á anh chị thì nó cũng có hơi bẩn, chút mình về giặt lại giùm em ha. Chứ mấy hàng này em đã giặt rồi. Không bao gồm cái viền á thì nó sẽ là được 45.
nhân với lại là 76 nha. Gói này hơi to nha anh chị ơi. Em có hai cái là một cặp á. Một cặp này á, em bán cho anh chị 100 ngàn luôn. Cái này là em bán giá sale ha. Sale gọn kho, một cặp đi đẹp lắm. Đẹp nha. Cặp này mình về mình mua gọn mình làm, tại vì thường gói á, của mình ở đây thì nó ít cái size này nha anh chị. Một cặp này giá là 100 ngàn mà C3. Giá em báo là bao gồm phí vận chuyển luôn rồi đó anh chị. Và mình vui lòng chuyển khoản giùm em đi đơn anh chị ha. C3 giá 100. Trắng tinh tươm. Này gì? Cái này là cái bọc bọc khăn giấy nha. Bọc khăn giấy này em thấy nó lạ, nó đẹp lắm. Nha. Cái này bán cho anh chị 100 ngàn cái này nha, bọc khăn giấy. Đó, một cái. Cái này xinh nè, hoa như vậy. Rồi để khăn giấy, hộp khăn giấy vô mình rút ha. 100 ngàn, cái size thì khỏi đo. Mình ra mình mua cái hộp khăn giấy ngoài siêu thị là về là bán, là xài vừa anh chị. Mà C4 nha. C4 giá 100 cho cái bọc khăn giấy này. C4. Còn cái nữa nè anh chị. Cái này là nó ren ha. Cái này là ren. Ren trắng nè. Chị nào mộng mơ thơ thơ bữa giờ mua mấy cái khăn cho bàn rồi thì mình lấy cái này thêm cho nó đúng bài ha. Vô là thấy độc lạ, có ơn mình có. Đây bọc khăn giấy ren nha, 100 ngàn mã C5. C5 giá 100. Rồi tiếp tục. C5 này 100 này. Cái này cái gì đây? Em có một cái này là cái áo gối sofa của Bia Cạc Đin. Đúng không? Áo gói tròn, áo gói vuông của sofa nha, của Bia Cạc Đin của Paris. Hoa gấm chìm luôn anh chị, hàng của Bia Cạc Đin nè. Này là áo vuông nha. Cái này là cái áo gói vuông anh chị. Size của nó là 50 nhân với lại là 48 ha. 50 nhân 48. Rồi ở đây em có một cái áo gói này nó không có vuông, nó là áo gói dài nha. Bán combo đi. Đây nè, áo này cũng xinh xinh, chất lụa màu kem. Đó, mình để cái gối vô, tại người ta làm hai cái tua hai bên vậy thôi, chứ thật ra là mình để cái gối nằm của mình đó anh chị. Nhìn thấy cưng không? Size của nó sẽ được là 38 nè, nhân với là 50 nha. Đó, rồi để cái gối vô. Đó, để cái gối vô anh chị ha, là hai cái hai tua này là để cho nó làm kiểu thôi. Rồi, hai cái này 100 ngàn nha. Chốt giùm em mã số của nó sẽ là C6, giá là 100. Cho combo này, mã C6. Giá 100 ngàn, nổi cái Bia Cạc Đin này cái vải xịn lắm anh chị. C6 cho combo này ha. Rồi, bữa nay có nhiều thứ đó, là lạ và em sale gọn, sale nhẹ cho hết hàng luôn. Hàng túi về rất là nhiều. Hàng gia dụng cũng đang về nữa, không có chỗ để anh chị ơi. Một nè, hai nè. Hai cái áo gối này là hai cái áo gối vuông hình con voi. Cái này em cũng có đang xài một cái nè. Này, con voi, nhưng mà điều hai cái này là chất dệt nha. Và nó không có mới lắm anh chị. Nó không được mới lắm, về giặt lại giùm em ha. Giặt giũ lâu rồi cho nên là nó hơi bị xuống màu nha. Cái con voi này nhỏ hơn chút. Cái này là áo gối hết nè, có dây kéo hết nè. Size của nó là được 44 nhân với lại là 40. Còn cái to hơn là được 45 nhân với lại 44 nha. Hai cái áo gối, thêm món nữa đi. Cho nó rẻ. Cái này đi, cái này cái gì đây? Cái này mình có thể trải cũng được, hoặc là về mình đóng khung tranh gì đó cũng được nha. Nhưng rất là boho, hơi tưa chút nha. Rồi ba món này 100 ngàn. Chốt giùm em mã số là C7. Mã C7 giá 100 cho ba món nha. C7 giá 100 ngàn. Rồi tiếp tục đi. Cái này là cái khăn trải bàn anh chị. Khăn trải bàn này chất dày nha. Chất người ta hay gọi là chất Kara. Này là trải bàn kiểu cũng khá là nhẹ nhàng, phin phin nè. Tại vì á, bên trong của nó màu trắng, còn bên ngoài á, thì nó sẽ là màu sọc. Bên ngoài là sọc như vậy ha. Đây, nó là khăn trải bàn vuông mà to nha. Trải bàn tròn của mình là quá ok. Sọc màu hồng, cái viền của nó sọc hồng. Còn cái bên trong là trắng tươi như vậy nha. Cái này thì đã có giặt rồi anh chị, nhưng mà em thậm chí chưa có giới thiệu cái khăn này lần nào luôn. Nó về đợt trước á, rồi cứ để tới để lui luôn, không có nhớ. Nay mới soạn hàng sale em mới thấy. Rồi cạnh này là được 1,5 m nha. Cái bàn tròn của mình hay xài là ok. Khi mình trải thì cái phần viền này nó sẽ là như vậy nè. Nó có cái hoa như vậy ha. Cái này bán cho anh chị với giá là 250. 250 này trải bàn tròn của mình ok. Và nếu mà chị nào không thích họa tiết quá thì mình lấy cái sọc này cũng rất là đẹp. 250 nha, 1,5 m luôn á. 250 ngàn, mã số là C8 cho cái khăn trải bàn này ha. Mã C8 giùm em.
C8. Em đã giặt rồi anh chị, nhưng mà nó để tới để luôn nó bị dính bụi nha. Nó hơi dính bụi một chút á. Mình về mình có thể xài một thời gian ngắn rồi mình giặt lại giùm em, hoặc là mình kỹ mình giặt lại trước khi xài. Chứ còn dính bẩn là không có dính bẩn, nó chỉ dính bụi thôi. C8 giá 250. Một cái áo gối nhỏ nhỏ xinh xinh. Mấy này là tại vì em săn chung với khăn cho bàn, nó về chung anh chị. Áo gối nhỏ xíu nha, hàng có hiệu nè. Và nó vải nó rất là mềm ha. Vải này trẻ em xài ok, thêu luôn. Rồi, size của cái áo gối này là được 30 nhân với lại là 53 ha, 30 nhân 53. Một cái áo gối này cho nó đi chung với cái gì đây? Nó nhỏ xíu 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 đây nè. Cho nó đi với miếng này đi. Miếng này là miếng trải nha. Phủ nha, phủ tủ, phủ kệ nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh chất dệt. Đó, hoặc là phủ ghế gì cũng được, hoặc phủ tủ, phủ kệ gì cũng được. Size của nó là được 58 nè, nhân với lại là 40. Combo hai cái này đi, bán cái miếng này tặng cái kia đi. Bán cho anh chị cái combo này 100 ngàn thôi. Cái áo gối này rất là mới nha. 100 ngàn, mã số là C9. C9 giá 100 cho cái combo này. Mã C9 giùm em 100 ngàn. Rồi tiếp tục. Em có cái gối combo, cái gối sofa này đẹp nè. Gối sofa này quá đẹp luôn. Rất là xinh nha, cô nào mà mộng mơ là mình thích cái này liền. Đây, hổm giờ mình mua mấy khăn trải bàn thơ thơ mộng mơ rồi bữa nay mua cái này đi. Cái này em có được một cặp nha anh chị ơi. Đây nè, nó như nhau nè. Đó, một cặp này là vỏ gối sofa nha, gối vuông anh chị. Thí dụ mình không thích sofa, mình để chỗ phòng ngủ cũng được thôi, mình dồn gọn nhưng mình để thôi. Và nó có cái chất vải nó kiểu như vải lụa vậy, vải hơi hơi mỏng mỏng á. 44 nè, nhân với lại là 44 nha. Combo hai cái này em bán cho mình với giá là 250. Cái này rất là mới đẹp nha. Combo hai cái này 250. Mã số giùm em là C10. Hai cái gói này rất đẹp, để em cận cảnh cho các cô mình coi nè. Mộng mơ là mình lấy liền cái này. Đây, cực kỳ là đẹp và sạch sẽ thơm tho nha. Đó, đẹp lắm. Viền nữa nè, nhìn thấy là công chúa liền ha. Rồi, 250 ngàn. C10 là hai cái nha anh chị. Là combo này nó hai cái. C10. À, em có cái này là cái giống như cái tranh treo anh chị. Nó chất dệt nha. Này không phải, mình làm như runner hoặc là trải phủ cũng được, nhưng mà nó chỉ có một đầu thôi. Đầu kia thì người ta làm cho mình gắn cái đồ mình treo á. Rồi size này á, là được 68 nè. Nhân với lại là 18. Em có một cái miếng này nó cũng tương tự nè. Để em sale nó luôn. Đây nè, cái miếng này runner hoa nha. Cái này về giặt lại giùm em, nó đang xuống màu á. Nó đang kiểu dính bụi á. Hai cái đều đẹp hết. Cái này thì là thêu, còn cái này là dệt nha. Size của cái này là được 80 nè, nhân với lại là 13. Combo hai cái này bán cho mình 150 nha. 150 cho combo này, mã C11. C11 giá là 150 ngàn nha. Mã C11 giá 150 cho cái combo này. C11 này thì cái video này thì nó linh tinh anh chị. Còn kính thì mình chờ em video tiếp tục ha. Tranh thủ nhiều video cho anh chị nha. Ui cái này hôm qua hôm kia em có một cái nữa nè, cái này để tí hồi đi. Cái runner một cái này là cái áo gối, cặp áo gối nữa nè, cặp áo gối sofa nữa nè anh chị. Cái này nó cũng đẹp không khác gì cái nãy nha. Cặp này cũng giá 250. Áo gối nè, vuông và nó đẹp lắm. Nó có một cái lớp lưới bên trên nữa, nhìn nó rất là tiểu thư nha. Em có được một cặp đó anh chị. Cái này nó cũng là gối vuông luôn ha. Đấy, mới đẹp thơm. Rồi size của nó sẽ là đẹp quá, mới lắm. 46 nè, nhân với lại là 47 ha. Mã C12 250 cho cặp này. Rất là đẹp. 250 nha, mã C12. Áo gối sofa hoặc là mình để ghế tựa đọc sách, hay là mình để chỗ cái giường ngủ cũng được anh chị ha. C12 giá 250. Mấy cái này nó quá trời là mộng mơ. Rồi tiếp tục. Em có cái miếng trải này là mình trải
mình để cái bình bông lên cũng được nè, nó hơi hơi kiểu vần nước chút nha, mình về mình giặt lại giùm em ha, cái này nó còn hơi dơ. Rồi một miếng chải nè, cái này nó sẽ đi chung với cái gì đây, cho nó vô một bộ đi. Đây một miếng chải đó hình tròn nha anh chị. Rồi một cái này là cái kiểu đầu giường hay là đầu rèm? À cái này là cái kiểu đầu giường á anh chị nè, nó sẽ là bọc đầu giường hay gì đó nha, về các cô mình lấy phụ kiện mình làm cũng được, mình mái này mái kia cũng ok nha, màu hồng và nó thêu tưng bừng luôn nha. Cái này thì để em đo kích thước nha. Mấy này á là em không có chủ định là bán mấy này, tại vì nó sẽ có bị cái kích thước anh chị, nhưng mà nó về chung với khăn chải bàn á. Cái này size của nó là được 1m8 nè, đầu giường mình 1m8 thì mình lấy cái này ok, hoặc là mình về mình cắt ra mình làm cái rèm ha, đầu rèm nhân với lại 35. Đó, miếng này nó bự lắm, về cắt may áo gối cũng được. Rồi, combo này nha, một món, hai món. Linh ta linh tinh em bỏ vô combo này luôn cho nó rẻ nè. Đây. Cái này mình treo chỗ bếp cũng được, để này kia vô đây ha, màu vàng. Rồi. Một cái này là cái bọc máy lạnh nha anh chị, cái này người ta gọi là cái bọc máy lạnh, hay là mình muốn bọc gì mình bọc nha. Về lấy vải cũng được, vải cũng vin vin lắm nè. Người ta bọc như vậy nè. Đó, cái này là cái mặt trước của khi bọc cái máy lạnh đó anh chị. Rồi, một cái này là người ta bọc quạt nha, mà em bọc thử rồi, em thấy cái này kiểu như mình bọc để mà mình bảo quản chống bụi thôi, chứ khi mình bọc mà mình bắt máy quạt thì nó không mát nha, tại vải này nó dày. Đó, bọc máy quạt tròn. Ví dụ mình muốn trang trí decor bữa nào mình cần phải cho nó sạch đó, đừng dính bụi cánh rồi đó, mình lấy cái này. Một nè, hai nè, ba nè, bốn, năm. Năm cái này em bán cho mình với giá là 150 nha. Đó, mình có ứng dụng gì gì lấy phụ kiện giùm em nha. Quá rẻ luôn, toàn là vải xịn không á. Mã C13 giá 150 cho combo này. C13 cho nguyên combo. Nhóc món luôn. Rồi, em có cái này. Cái này là cái tranh nha. Tranh dệt hình cũng khá là thổ cẩm ha. Đấy. Treo, về có sẵn dây treo hoặc là mình lấy mình làm khung tranh gì đó tùy mình ha. 37 nè, nhân với lại là 37. 37 nhân 37 nè. Một cái này là kiểu boho, rim rim nào đó, mình treo trên tường ha. Một cái này để mình treo cái dây thừng, gắn cái cây vô treo. Một cái bức tranh thêu này là thêu một cái cô này đang ngồi đang móc gì đó, một con mèo nè, bên cửa sổ nè. Đó, ba món rồi. Cái này gì nữa đây? Cái này là một cái áo gối nha. Cái này là cái áo gối vuông á, và nó có bốn cái tua như vậy luôn nè. Rồi, kích thước từng món đây. Size của nó là 41 nè, nhân với lại là 44. Một cái áo gối nè. Một cái bức tranh này thôi đủ tiền đó. Bức tranh em nhớ bán như 200 mấy lận. 44 nè, nhân với lại là 35 là em đo bên trong cái phần tranh thôi nha anh chị. Cái này là em đang sale dọn kho giá siêu không tưởng luôn á. 1, 2, 3, 4 món này em bán mình với giá là 150 nha. 4 món này 150. Mã số là C14. C14 giá 150 cho combo này ha. Mã C14 giá 150. Nhiều thứ lắm. Nhưng em để tới để lui cái em không có nhớ. Rồi cái này á, là dệt nha. Cái này em nhớ lần trước có một lần có dệt cái giống gì. Này là sản phẩm dệt nha anh chị, hàng có hiệu đàng hoàng đi ha. Và mình về mình đem ra tiệm á, cái người ta xếp lại người ta làm khung tranh cũng ok, hoặc là các chị mình chế biến gì cũng được nha, hình ngựa. Dệt anh chị, dệt là kiểu dệt công nghiệp mà. Cái hình mình nhìn gần thì nó không đẹp, khi mà mình treo hay gì đó lên thì nó sẽ đẹp lên nha. Em đo luôn cả viền anh chị ha. Nó sẽ là 64 nè, nhân với lại là 62. Bán cho anh chị cái miếng này 100 ngàn cho miếng hình ngựa này ha, 100k. Chốt giùm em mã số là C15. C15 giá 100. C15 nha, 100 ngàn cho cái hình ngựa này. C15 100. Rồi tiếp tục. Cái này cái runner anh chị. Runner này cái chất nó dày nha. Cái này đang bán 250. Sale cho anh chị cái này với giá là 180 đi. Runner này dài ha, mình phủ bàn ăn cũng được, bàn khách cũng được, có tua rua
bề ngang của nó sẽ được là 20 nha. Bề ngang là 20 này. Không bao gồm tua rua thì cái bề dài của nó sẽ được là đây, từ đây tới đây. Được khoảng 2 mét nha anh chị. Đó, khoảng 2 mét nha, bán cho anh chị 180 cái runner này. Tết tới hoặc là Noel tới mình xài cái màu này đều ok. 180, mã số là C16. C16 giá 180 ngàn, mã C16. Em có hai cái tạp dề đây, tạp dề nha. Tạp dề này thì giặt rồi nhưng mà để tới để luôn nó bị nhăn với dính bụi, anh chị về mình giặt giũ lại giùm em là ok ha, rất là xinh. Tạp dề thì mình xài tới đâu mình cột tới đó mà, không có lo cái size đâu. Một cái nè. Với một cái này. Cái này thì vải nó nhẹ hơn. Cho các cô mình xài nè, hàng của Kenzo luôn chứ bộ ạ. À. Đó, cái vải này nó mỏng hơn, nó nhẹ nhàng tình cảm hơn luôn. Hai cái này 100 ngàn nha. Mã số giùm em là C 17 ha. C17 combo này 100. Tạp về á anh chị. Em thấy thì thật ra em thấy ở đây mình cũng ít xài, không biết là các chị cô có xài tạp về không chứ riêng ở đây thì em thấy ít người xài. Nhưng mà mình nên xài cái này ví dụ như mình nấu cơm, nấu đồ ăn hay hay là làm việc đồ đó anh chị thì nó không có bị dơ cái đồ của mình á, nó cũng đẹp nữa. Rồi mã C17 nha, combo hai cái tập về, về giặt lại giùm em ha, nó đang dính bẩn và nó không có được thẳng. Rồi tiếp tục nha, em có cái võng nè, cái võng này bự lắm. Cái võng này bán cho anh chị 100 ngàn luôn. Bự chảng, bự hơn cái võng mình bình thường, ở size nó lớn hơn khoảng là tầm 2 mét rưỡi lận anh chị nha, nó bự lắm. Mình không có cái giá võng nào vừa này đâu, mình phải kiểu như nhà vườn á, mình dăng cái cây á, thì nó mới vừa nha. Cái này là cái võng vải nha, võng nằm á, và người ta sẽ làm kiểu như nó rủ rủ xuống như vậy nè, nó giống như ở mấy cái chỗ du lịch đó anh chị để chụp hình đó. 100 ngàn mua về dăng ngoài vườn anh chị ha, cho nó mát. Rồi chưa chưa ra nằm võng ngủ luôn. C18 giá 100. Ở miền Tây em là dăng võng ngoài vườn không á, ngoài sân ngoài vườn á, chứ cái giá võng thì cái võng này nó không có vừa. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục là em có combo nè, combo hai cái thảm dặm chân. Thảm dặm chân đợt này chưa về nhiều anh chị, đợt sau em về nhiều, đợt này nó có nhiêu đây thôi, có hai cái này bán 170 đó nè, đẹp lắm. Thảm thì em cũng đã giặt rồi ha, thảm dặm chân lông như vậy nè anh chị. Rồi size ngang của nó sẽ được là 60 nè, nhân với lại là 40. Một cái này là hình con thỏ, à hình con gấu chứ, nó cũng là thảm lông chứ không phải là thảm mà in nha anh chị, lông hết nha. Theo nó là 47, combo này là 170, mã số là C19. C19 thảm như vậy thì anh chị nào có săn thảm mà để mình đổi cho Tết ha, cho nhà mình đó, thì mình chờ em ha, sắp về tới cái đợt thảm rồi. Về đó thì em còn phải gửi giặt đồ nữa thì nó cũng mất thêm thời gian nữa để em giới thiệu cho mình nha. 1 2 3. Em còn mấy cái này là để cái gì đó, để cái khăn giấy nè. Đó, cái này ren, mỗi cái đều khác nhau hết, nét đẹp nó khác nhau. Một cái 100 ngàn, chị anh chị cô nào thích nào lấy cái đó thôi à. C này là C20 nha. C20 giá 100 cho cái này. C20 100k. Rồi, cái này đẹp lắm và ở đây mình hiếm có lắm anh chị. Cái này màu cam nè. Màu cam này rất là xinh luôn. Đây, trời ơi. Hoa dễ thương á, mình để trên bàn hoặc là trong phòng ngủ, trên bàn trang điểm nào đó anh chị. Là thấy nó mộng mơ luôn ha. Đó, để cái khăn giấy vô là nó vậy đó. Nội cái bọc khăn giấy không là cũng phải làm duyên làm dáng nữa ha. Rồi, C21 cho cái màu cam này. Màu cam rất ngọt ngào và mấy này mới lắm. Độ mới rất là cao. C21. Rồi cái này màu trắng nữa, cái này cũng ren nhưng mà cái ren nó khác nhau hết hả anh chị. Cái nào cũng đẹp. Ừ. Cái ren này thì nó như vậy. Trên đây như vậy. Đó. Đẹp ha. Rồi 100 ngàn cho cái này, mã số là C22, giá 100. Vậy bữa em có về thêm cái mà cái rèm cửa của mình, xong rồi mình có cái đồ để mà mình gài lại miếng miếng vải để mà mình vén cái rèm cửa lên anh chị, mà nó hoa như vậy nè, nó đẹp lắm. Sắp về tới rồi, chị cô thích mộng mơ chờ em tiếp nha. Đang về. Này gì đây? Ồ, cái này nó hơi cũ để em tặng đi. Rồi tiếp tục, tiếp tục là em có cái bức này, hôm bữa khách hỏi quá chừng luôn,
rồi sao không biết làm sao mà nó còn đây nè anh chị. Bức này là hình hai con hổ nha, em sale luôn đi, em không còn nhớ giá mấy đâu. Đây, hai con hổ này là người ta sẽ kiểu như là thêu á anh chị, người ta thêu như vậy nè. Rồi lúc đó là nó mắc tiền lắm á, rồi khách hỏi tới hỏi lui, hai ba người chốt gì đó quá chừng luôn, rồi rốt cuộc nằm đây đó, bự lắm nha anh chị ơi. Cái này thì nó đây nè, bạn hổ nè, một con nè, hai con ha, ba con luôn, nhiều lắm. Kiểu này cứ nguyên cái gia đình này, nguyên gia đình trong rừng nha, gia đình nhà hổ nhà cọp gì nè, mình về mình để gì mình treo luôn cũng được, hoặc là mình có thích thì mình đi đóng khung, nhưng mà cái khung này hơi bự nha, khung này đóng hơi nhiều tiền á, em thấy để về treo luôn cũng được ha. Nó có một cái lỗi chỗ này, đâu rồi, đây nè, chỗ này người ta kiểu người ta treo á, người ta làm gì để người ta có thọt cái cây hay cái gì vô đó anh chị, thì nó hơi lỗi chỗ đó. Cái này em nhớ giá nó cao lắm nhưng mà không nhớ được chính xác bao nhiêu, nó bự lắm nè. Để em đo cái rồi em báo giá nha. Này em sale luôn đi, em không có nhớ giá luôn á. Size của nó là được 92. Rồi cái chiều dài á, là được 1m25. Bán cho anh chị cái này 300. 300 ngàn. Bự lắm. Đây, 300 nha cho miếng này. Mã số là C23. C23. Giá 300 ngàn nha, nguyên gia đình chúa tể Sơn Lâm nha. Rồi, tiếp tục. Cái này cái gì đây? Có nhiều thứ nó lọc lạ lắm. Cái này là kiểu như là phủ ghế á, mà cái ghế giống như bộ sofa của em nè, nó có kèm cho mình cái ghế nhỏ, nhưng mà những cái bộ kiểu xưa thì cái đôn nó nhỏ, bây giờ nó sẽ có thêm cái đôn bự bự á anh chị. Thì mình phủ nha, hoặc là mình có cái ghế gì đó mình phủ vô, hoặc là mình về mình lấy phụ kiện đi anh chị ơi, mình may lại cái khác cũng được. Đó, cái này để em đo cái bề trên trước, rồi sau đó là đo cái phủ kia ha. Nè, cho nên nó có trần như vậy nè. Hoặc là tủ lạnh, à nhầm, hoặc là máy giặt đồ đó anh chị. Size của nó là tầm khoảng là 75 ha, bề ngang tầm khoảng 75. Bề này bề dài có khoảng 75, bề ngang có khoảng 65 nha. Rồi nó có phủ thêm một cái lớp ren xuống, phủ cái chân ghế hay gì nè. Em thấy cái này là cái cô này phải phải may cho cái đồ chuyên dụng nhà cổ hay sao đó. Nó lạ lắm. Rồi. Này là được 70 nha, một cái phủ này. Cái chiều dài của cái ren á là được 70 đó, nó cũng đẹp lắm, nhiều phụ kiện lắm. Mình chủ yếu mình mua phụ kiện thì mình lấy cái này cũng được, nhiều thứ lắm. Để em xếp gọn lại cái, em còn thêm món nữa cho combo này. Đây, nó như vậy nè. Nó sẽ rất là nhiều cái ren cái vải á. Một nè. Em có một cái này nó cũng dạng như phủ để mà mình ngồi hay sao nè. Đây nè anh chị. Hàng hiệu nha. Đây. Hoặc là mình có cái giỏ cái sọt gì đó mình phủ cho nó đẹp, nó sẽ như vậy. Hàng handmade nè, lý mịt nè đó, cái kiểu nó vậy đó anh chị. Rồi bề ngang thì nó được là 58 nè. Bề dài 58, bề ngang 45, và cái độ xuống của nó sẽ được đó là 22 nha anh chị, 22. Combo này bán cho mình 100 ngàn đi, 100k anh chị về lấy phụ kiện, hoặc là mình có thấy vừa cái gì đó mình mua này ha, 100 ngàn cho combo này. Mã giùm em là tới mấy rồi? C24 nha. C24 nha anh chị ơi, 100k. C24 100 ngàn hai món này. Đấy, nó nhiều vải lắm. Rồi, tiếp tục nha. Cái này. Cái này mấy món nè. Cái này hôm trước em bán sao ta? Combo. Combo hai cái này hả? Giờ em sẽ bán combo 4 món nè. Một con gà, gà ta nha, gà trống nha. Bạn này là gà tây nha. Đó, chất dệt. Rồi cái này là dạng như cái tranh người ta thêu độc độc lạ lạ nè. Đó. Rồi một cái này là có miếng giống như kiểu runner đó anh chị, chất là chất in nha. 1, 2, 3, 4 món này bán 150. Này bán dọn kho ha. Mã C25. C25 giá là 150 cho cái combo này. Mã C25 giá 150 nha. C25 giá 150. Rồi. Em có cái này cái gì đây? Hai cây dù. Một cây này.
Cái dù này nó cũng mỏng mỏng thôi anh chị. Đấy, và xài rồi nha, dù này có xài rồi, một cây với một cây này màu đỏ đô. Cái này hàng hiệu của anh Garo nè. Này là khi gửi cho anh chị thì em xếp cho đẹp lại nha. Cái này là chắc là lúc quay lần trước có xếp mở ra mở bung ra đặng cho khách coi á. Rồi combo hai cây này 100 ngàn. Này xót kho anh chị, 100 ngàn nha. Khi mà anh chị nhận là đẹp gái lắm nha chứ không phải vậy nha. C26 nha, giá 100 cho combo hai cây dù. C26 giá 100. Rồi, tiếp tục. Ôi, bữa hổm khách hỏi danh lịch quá trời luôn mà sau này em thấy em soạn em còn mấy sợi này để em sale cho anh chị nha. Rồi, sợi này là dây nịt da đan nhiều màu ha. Cái này bản nhỏ thôi. Cái này bình thường giá nó 200 mấy là anh chị em sale dọn kho còn mấy sợi à. 2.5 nè, bề bản là 2.5. Chiều dài của nó sẽ được là 87 nha. Sợi này mã C 27 giùm em, 100 ngàn ha. Dây nịt thì em sale 100 ngàn sợi. C27 giá 100. Rẻ lắm, bình thường anh chị mua phải là 200 mấy đó. Còn mấy sợi em sale nhanh cho hết hàng để nó cứ có 2 3 sợi để đây hoài. Rồi một cái này là hàng hiệu của là pin gì này, made in USA này. Đấy, cái này lịch dinh lịch cho cái đồ công sở đẹp nha, nữ nha anh chị, 3 cm. Nhân với lại là 96 bao gồm mặt nha, cái này hàng xài rồi. Đó, cái dây nó như vậy, bên trong đây là ghi chữ là Made in USA ngay đây. Mã số là C28 cho sợi này. Mã giùm em là C28 nha anh chị. Bán giá là siêu sale á. C28. Rồi tiếp tục sợi này màu đen, dây đan. Trời sợi này chất cực kỳ nha. Chất lắm. Đấy, hàng này được Made in England luôn nè. Trời sợi này bán 100 ngàn phải chốt liền anh chị ơi. Size của nó là được 3.5. Nhân với lại khoảng 89-90. Cái này mà anh chị đi mua mà hàng hàng mà mua một lần số lượng nhiều cũng không có giá này nữa. Cái này là tại em sale đó nha. Mã C29 nha. Cho cái sợi này C29 giùm em ha. Sợi này đẹp, màu đen đẹp. Nói chung là mấy cái màu này mình phối với đồ tây, quần jean hay là chân váy màu trắng rồi này kia cũng đẹp. Này cũng đẹp nè. Bọc da nè. Ở dưới này như vậy ha. Size ngang của nó là được 2.5. Nhân với lại là 90 nha. Sợi này vừa chốt giùm em mã C30. Chị nào mà mình đã mua trước đó rồi mình cũng yên tâm mình không có bị hớ gì đâu nha. Này em còn mấy sợi thôi. Ít sự lựa chọn, em sale nhanh đó anh chị. Chứ mình mua 200 mấy, 300 mấy thì cũng là giá rất tốt rồi. Cái đó mã C30 ha. Cái nón này. Nón này bằng da tổng hợp nha, nhưng mà rất là đẹp và nó modern thời trang anh chị, dạng như bánh tiêu ha. Cái này thì khỏi đo vòng đầu đi anh chị, người trưởng thành mình đội là được hết và mình có thể rút thêm nữa nè. Rồi cái này đang bán hình như là 200 mấy, 300 mấy gì đó, sale cho anh chị với giá là 200. Cái nón này bình thường em mua hàng Quảng Châu giống giống vậy để xài thôi nha, em đã mua là 400 mấy rồi đó, 200 ngàn. Mã số là C31. C31 nha anh chị, giá 200 cho cái nón này. C31 giá 200. Rồi tiếp tục em có cái này là hàng bị khách hoàng nè. Cái nón này nó tội nghiệp lắm. Bữa em chụp hình khách dành quá trời luôn mà chị này chỉ bơm cũng bó tay. Đây Made in Thái Lan nha. Đó cái kiểu nó như vậy nha anh chị, nó cũng dạng bánh tiêu á. Đang đang như vậy bán cho anh chị 100 ngàn. Mã C32. Giá 100, độ mới cao ha. Máy này giá sale rất là rẻ. C32 giá 100 ngàn. Rồi tiếp tục. Cái này của Khành Vệt nè. Khành Vệt này đang bán gì 650 nè. Sale nhanh gọn luôn, còn mấy cái thôi. Cái này mùa đông tới rồi, mình mua mình xài ok nè. Khành Vệt nha, On Star. Rồi cái chất của nó là chất nhung tâm anh chị. Cái nón này mình search trên eBay có bán anh chị, mắc cực kỳ. Rồi khăn vạt đây, size của nó là 57 nhân 59, tức là vòng đầu bình thường của mình cũng tầm đó đó. Mình đeo là vừa hết không có lo. Cái này được Made in Trung Quốc nha. Sản xuất tại China. Sản xuất tại Trung Quốc ha. Rồi cái này á mình thích thì mình giày để mình đeo cái lỗ tai, ví dụ bữa nào trời lạnh hoặc mình chạy xe đồ đó anh chị. Rồi hoặc là mình đi đi du lịch đồ này đó. Rồi hoặc là mình để lên như vậy, mình xài được hai kiểu ha. Nè,
mình gài lên như vậy thì nó cũng là rất là xinh, như một cái nón lưỡi trai bình thường, đẹp đẹp xinh xinh luôn, độ mới cao, hàng hiệu nha. Sale cái này cho anh chị 400, mã C33, giá 400 ngàn. C33 giá 400 cho nguyên cái nón hình vệt luôn. Đây. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục là em có cái này. Cái này là cái hàng hiệu. Nón này là nón của hàng hiệu Gu. Hiệu Gu. Đó. Hàn Quốc ha. Đấy, Made in China. Nón này nam nữ xài được, vải rất là mới và nó sẽ dạng kiểu như là cái nón nón tay bèo quá anh chị, nam nữ xài được và rất là modern nha. Bán cho anh chị sale cái này với giá là 180 ha, hàng của Gu. Một mã C34 giá là 180 ngàn cho cái nón này. Mã C34 giá 180 nha anh chị ơi. Mã C34 180 ngàn. Rồi tiếp tục, em có một cái nón kết này của Reebok. À nha, của Khanh Vệt. Của Khanh Vệt luôn nha. Cái này thì nó khá là trẻ và nó kiểu hip hop. Chữ Khanh Vệt đây. Cái này dính bụi vải nha anh chị. Bên trong đây có tem Khanh Vệt này. Tem này được Made in China luôn, size từ 57 đến 59 nha. Dạo này đọc được tiếng Nhật á anh chị, đọc được cái chữ này là Made in China. Còn cái khung này nó bự hơn á, là Made in Nhật, nước Nhật. Đó, đọc được nhiêu đó tiếng Nhật đó. Rồi, cái này sale cho anh chị với giá là 200. Mã số là C. Mấy rồi? 35, giá là 200. C35, giá 200 ngàn. Mắt kính thì tí nữa, buổi trưa em có mắt kính nha anh chị. Anh chị săn kính thì chờ em ha. Cái này là C35, giá 200. Rồi tiếp tục nha. Em có cái này. Có mấy cái nón hiệu hiệu đẹp lắm. Em còn một cái nón hiệu nữa, đâu rồi, để em kiếm mà. Nó không có đây rồi, chắc là bán rồi quá. Rồi lên cái khác đi. Một cái sợi dây nịt nè, sợi này 100 ngàn luôn. Quá rẻ, dây nịt rất rẻ nha. Size của nó sẽ được là 3.5 nè. Dây da vin vin ha. 3.5 nhân với lại 104 này, chị nào vòng bụng to lấy cái này. Trời, đeo nó rất là chất nha anh chị. Rồi C36 cho cái dây này nha. Mã C36 giùm em. Mấy sợi này đẹp lắm, chị nên chốt đi để dành mình phối đồ. Bữa nào mà thích gu chất là chốt lấy liền cái này ra phối liền, là nó không có cần phải lăn tăn suy nghĩ đâu. Rồi tiếp tục. Sợi dây này nhỏ mảnh, bản nhỏ. Rồi size bản của nó chỉ có 2 thôi. Da nha, màu đen. Size ngang à, size chiều dài của nó là được 89. Chiều dài luôn luôn em đo cả mặt nha anh chị. Mặt nó sẽ là mặt da như vậy. Đó. Chốt giùm em mã số là C37, giá 100 ngàn. C37 giá 100. Rồi, quá rẻ, quá rẻ. Rồi tiếp tục. Nãy gì? Dây nịt là dường như hết đó anh chị. Đợt này em sale xong là nó hết luôn á. Mình săn thì mình phải đợi đợt khác nha. Em về thêm thì mình mới săn tiếp nha. Em có cái này. Còn mấy bộ này để em sale luôn nè. Cái này hộp bằng nhung ha. Bộ này đang bán 400, sale cho anh chị 300 luôn. Bộ này là bộ măng xét nha. 300 ngàn. Của Ginza. Đẹp như vậy. Đó, anh nào có xài thì mình chốt nha. Có kẹp cà vạt á. 300 ngàn, mã số là C38. Cái này mua tặng được nha. Tại vì nó mới lắm, chưa có xài anh chị. C38, giá 300. Rồi, tiếp tục. Còn mấy hộp à? Cái này C300 luôn, còn tem Nhật đây. Cái này thì tông màu vàng, nó cũng có hai cái nút măng xét và một cái kẹp cà vạt ha. 300 ngàn, mới ken. Mã số là C39. C39 nha, giá 300. Cái này cái hộp da hơi xấu. Này đang bán 350, sale 250 một bộ này. Mỗi cái em sale xuống 100 ngàn vậy. Đấy, bộ này cái hộp da hơi xấu nha, 250. C40. C40 nha anh chị, giá 250 cho cái hộp này ha. C40 giá 250.
Hộp này là lăn vin còn hộp giấy luôn. Cái này thì nó chỉ có hai cái nút mang xét thôi, nó không có cái kẹp cà vạt và không phải nó mất mà người ta không có làm cái đó cho cái bộ này. Sale cho anh chị bộ này 200 của lăn vin nha. Ở lộn mã của nó sẽ là C 41 giá 200 ngàn. C 41 giá 200 cho cái bộ này. C 41. Còn mấy món nữa nè. Ba hộp này nó hết rồi đó. Hộp này cái gì bự chảng nè. Bộ này của Playboy. Sale 250 cho bộ này. Cái này thì không có kẹp cà vạt mà nó có cái nút gài như vậy để mình gài nửa nút giữa đó, hoặc là mình kiểu trang trí decor nhầm, kiểu mình phối đồ cũng được ha. Rồi Playboy. Đó. 250 cho bộ này, mã C42. Em còn nước hoa nữa đó anh chị, em đang định sale nước hoa nữa nhưng mà bữa nay không có kịp. Có thể là chiều nay ha, sau video kính thì em lên nước hoa. Rồi, C42 giá 250 nè. Cái này, cái hộp này, rồi cái giá cũ. Cái này nó mất cái đồ kẹp rồi, bán 250 luôn đi. Cái này là cái bột vàng, bụi vàng á. Bụi vàng trên mấy cái này nè nha. 250 bộ này. Nó không có kẹp cà vạt ha, món này ba món. 250. Mã số là C43. C43 250. Này ta keo kẹp cà vạt. Kẹp vạt này đã bán 200 à. C180 mới ken, mua tặng quá ok và nó rất có giá trị nha. C180 nè. C44 cho cái ta keo. Rồi, hết anh chị ơi, hết hàng sale á. Nước hoa sale thì anh chị chờ em ha, video sau cái video kính anh chị ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.